Hello, chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay mình cái bộ dây của mình đã cũ và mình quyết định là sẽ thay cái bộ dây đàn mới. Thì mình đã chuẩn bị một cái bộ dây Elicer rồi và một lát nữa thì mình thay và mình sẽ chia sẻ cái cách mà mình thay dây guitar cho mọi người cùng tham khảo để lấy thêm kinh nghiệm cho mọi người. Bởi vì là nếu mà tốt nhất ấy, thì mọi người hãy ra một cái shop uy tín, sau đó mua dây thì ở đó người ta sẽ thay dây cho mình luôn. Nhưng mà không phải lúc nào và không phải ai cũng có thể là ở gần những cái shop đàn uy tín. Và đôi khi là những cái bạn ở shop đàn ấy cũng là những cái bạn học việc và thay dây cũng rất là đau tim. Đó, nhiều người đã làm đứt bộ dây của mình ấy. Mình sẽ thay dây và chia sẻ mọi người cái cách thay dây của mình nhé, để mọi người cùng tham khảo. Đầu tiên, khi mà cái dây đàn nó đang căng như thế này thì mình quay đây cho mọi người dễ nhìn, đang căng như bình thường. Để bắt đầu thay dây thì mọi người phải hạ cái dây đàn nó thấp xuống. Thì lưu ý mọi người là mọi người lên hạ hai cái dây đối xứng với nhau hai bên này, ví dụ dây 1 với dây 6, dây 2 với cả dây 5, dây 3 với dây 4, hạ cùng với nhau. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mọi người hạ dây bên này chẳng hạn xuống, hết bên này xuống trước, thì cần đàn dây ba phía dây bên dưới nó sẽ kéo cần đàn về một bên. Thì bằng một cách nào đó thì nó nhỡ đâu nó sẽ hỏng đàn của mọi người ra, đúng không? Thế nên là mọi người cứ chắc chắn thì hạ hai cái hai bên. Đó, ở bên phía dây 1 này thì mọi người sẽ vặn lên trên như thế này thì nó sẽ hạ thấp dây xuống này. Còn đây thì mình sẽ vặn ngược xuống. Đây là bên trên này thì là xuôi chiều kim đồng hồ này, dưới này thì là ngược chiều kim đồng hồ. Đó, hạ hai dây cùng lúc. Đó, nó sẽ trùng xuống. Tương tự như vậy thì dây trên thế, mình hạ dần xuống thì nó sẽ đều hơn và không ảnh hưởng tới cân đàn của mình. Tương tự như vậy, lúc lên dây thì mình cũng sẽ lên từ từ và lên đều các dây. Đó, bây giờ thì mình sẽ hạ hết các dây xuống nhé. Rồi, bây giờ thì mình đã hạ được cái dây nó trùng, rất là trùng như thế này rồi. Thì đối với nhiều bạn ấy, nếu mà có cái dụng cụ, đôi khi là có cái capo này, hay là cái dụng cụ để bẩy cái chốt ở đàn này, thì mọi người sẽ bẩy lên và rút dây ra, sau đó thì sẽ gỡ ở trên này ra sau. Còn đối với mình ấy, thì mình không có cái dụng cụ đó, thế nên là mình sẽ gỡ cái này trên này trước, sau đó thì mình sẽ gỡ cái chốt ở kia sau. Thì một chút nữa tại sao mình đã gỡ trên này trước thì mình sẽ chia sẻ với mọi người. Giờ mình sẽ gỡ phía trên cái khóa đàn này trước. Rồi, sau khi mà mọi người gỡ được hết cái dây đàn ra như thế này thì mọi người có thể là cuộn lại nó một vòng, trụ 6 dây lại nhá, sau đó cuộn lại nó một vòng. Đây, sẽ cuộn lại nó như thế này, sau đó cố định nó lại để cho dây nó không bị rối. Sau đó tiếp tục thì mình sẽ làm việc ở trên cái phần này nhá. Thì ở cái phần này, nếu mà mọi người có cái dụng cụ mà để bẩy nó lên thì rất là dễ rồi, nhưng mà mình thường không có thì mình sẽ sử dụng một cái mẹo như thế này. Tốt hơn hết là mọi người nên có một cái dụng cụ để có thể tháo được cái lắp này, cái chốt đàn này ra. Còn mình không có thì mình sẽ phải sử dụng mẹo. Ngày trước thì mình thường hay là dùng kìm với cả dùng những cái chìa khóa hay là cái kéo hay cái gì để bẩy lên, thì nó đã bị làm xước hết cái phần mặt đàn này cũng như là xước cái chốt. Thì sau mình mới nghĩ ra một cách, đó là ví dụ mọi người có một cái chìa khóa này hay là một cái đồng xu cũng được, thì có thể dùng cái chìa khóa này để mình tháo một cái khóa này ra cho nó dễ nhỉ. Đó, có thể dùng một cái chìa khóa này, sau đó cho vào bên trong thùng đàn và lựa. Mọi người đặt cái phần mặt chìa khóa này vào một cái chốt một nhé, sau đó mọi người đẩy ra, thì cái cách này sẽ không làm ảnh hưởng tới cái phần đó,
mình đẩy nhẹ một cái ra này, sau đó thì mình sẽ rút cái dây ra thôi, sau đó dùng tay là đẩy, bởi vì phía bên dưới của cái những cái dây đàn này sẽ có những cái đây cái đầu tròn tròn như thế này, thì ở cái đàn này của mình thì sẽ không không rút được từ cái phía này ra, thì sau khi mà mình tháo hết thì mình sẽ luồn và lôi dây đàn ra ở cái phía miệng đàn này. Bây giờ thì mình sẽ tháo hết những cái chốt này ra. Dùng cái cách này thì nó sẽ không bị chảy xước cái chốt đàn. Đây là ngày xưa mình dùng kìm và mình cá là nhiều người cũng sẽ làm như mình thì nó sẽ bị xước hết. Đó. Tháo những cái dây càng nhỏ thì nó sẽ càng lỏng và càng dễ. Cái dây to thì nó sẽ chắc hơn một chút. Những cái khóa những cái chốt này thì nó gần như là nó là giống nhau hết, thế nên là mọi người không cần phải đặt lại thứ tự, đặt theo thứ tự đâu, mà cái nào vào dây nào cũng được. Rồi, một dây cuối cùng. Cái dây 6 này sẽ rất là chắc. Đó. Thì tùy vào cái đàn nhá, có những cái đàn thì mọi người có thể nhấc ra luôn được ấy. Nhưng mà cái đàn này của mình thì chắc là phải dùng đến cái cách như thế này, tức là sẽ phải luồn ngược vào bên trong. Đó, mọi người luồn ngược dây vào bên trong. Kéo ra bằng cái thùng đàn này. Đó. Cái đầu dây này nó hơi rối một chút là do cái chỗ khóa đàn ấy. Nếu mà mọi người không muốn tận dụng lại cái dây này ấy, thì mọi người có thể cắt luôn ở chỗ giữa này. Lúc mà mọi người hạ trùng, mọi người dùng kìm, mọi người cắt luôn ấy, thì cái công đoạn rút dây ra này rất là dễ. Nhưng mà cái dây này đôi khi là mình sẽ tận dụng lại được cho những cây đàn khác. Như ngày trước là mình vẫn sẽ tận dụng lại. Đó. Nhớ đâu mọi người bị đứt một dây nào khác chẳng hạn thì mọi người có thể thay. Thì hoặc là cho ai đó, nhiều người vẫn có thể sử dụng lại cái dây đàn này bởi vì nó vẫn có thể sử dụng được. Rồi, sau khi mà ấy ra thì tháo ra thì mọi người quấn cố định lại cho nó không bị rối rắm. Quấn từ cái phía bên này dễ hơn. Đó, như thế này. Sau đó thì mình thấy ở cái phía mặt ở bên trong ấy, phía mặt bên trong cái dây nó quay vào thùng đàn còn rất là mới, còn cái mặt mà nó quay ra ngoài mà tay mình tiếp xúc ấy thì nó đã bị cũ đi rồi. Nói chung là vẫn sử dụng được. Thì mình sẽ lại cất, sau khi mà thay dây thì mình sẽ cất ngược vào cái túi đựng dây mới này, bỏ dây mới ra và cất vào dây vào hộp này. Đó, đôi khi mình sẽ sử dụng lại. Rồi sau khi mọi người tháo dây ra thì mọi người sẽ vệ sinh đàn của mình, như đàn của mình đang bụi trong này nữa, cả trong thùng đàn. Thì mọi người có thể mua những cái dung dịch vệ sinh riêng cho đàn hoặc là những cái dung dịch nào riêng cho gỗ ấy, thì mọi người có thể lau sạch đi. Bây giờ thì mình sẽ đi lau lại cái đàn, sau đó đến cái phần lắp dây vào thì mình lại quay để chia sẻ lại cho mọi người nhá. Rồi mình vừa mới đi vệ sinh lại cái đàn. Thì ở đây thì mình cũng chỉ dùng khăn ẩm bình thường và lau qua đi.
cho nó sạch sẽ một chút. Thì mỗi lần thay dây mình sẽ vệ sinh lại. Thì đối với cái bộ dây nó bền như thế này ấy, thì mọi người sẽ để đàn rất là bẩn mới vệ sinh như mình. Rồi bây giờ thì đến cái bước mà mọi người sẽ lắp dây vào. Thì lắp dây nào trước cũng được. Mọi người sẽ để ý ở trên những cái vỏ của dây đàn ấy, thì nó sẽ có những cái ký hiệu, ví dụ đây là 15 này, 22 này, 32 này, 42 ấy, thì 15 này là dây 1 này, 22 này là dây 2 này. À đâu, 11 này là dây 1 này. 15 này là dây 2 này. 22 này là dây 3 này. 32 dây 4 này, 42 này. Hoặc là mọi người cứ mang ra so với cái dây cũ, xem cái kích thước nó bằng với dây cũ là được. Mình sẽ cho thay từ cái dây to này vào. Đó. Mọi người cho cái phần chốt đàn này nó xuống. Sau đó mọi người lắp cái chốt này vào. Thì cái chốt này ấy, mình sẽ focus lại. Mọi người sẽ thấy cái đây, cái chốt đàn nó sẽ có một cái rãnh như thế này. Thì mọi người sẽ xoay cái rãnh cho nó trùng vào cái dây đàn như thế này nhá. Đó. Như thế này, sẽ xoay cái rãnh phía lên trên trùng vào cái dây đàn. Đó, sau đó như thế này. Mọi người sẽ vừa ấn xuống, ấn cái chốt xuống và vừa kéo cái dây lên. Đó, cho nó chắc. Đó, như vậy là chắc. Lắp những cái dây khác cũng tương tự như cái dây 6 này nhá. Giờ mình sẽ lắp các dây khác này. Chỉ có lưu ý là về cái độ to của dây ấy, cái thứ tự dây ấy, đôi khi mọi người sẽ lắp bị nhầm. Hoặc là mọi người sắp hết vào như thế này, sau đó gắn chốt. Thì sau khi mà sắp hết vào thì mọi người sẽ biết là mình có bị nhầm không. Đó, sắp hết dây vào như thế này. Gạt sang một bên này cho nó đỡ vướng. Đó. Mình thấy cái cỡ 11 này nó cũng hơi nhỏ. Mọi người chọn 12 cũng được, thoải mái. Đó là lần lượt đủ tất cả các cái chốt. Nhà mình đang làm nhà ở bên ngoài, thế nên là hơi ồn, mọi người thông cảm nhé. Rồi, tới cái dây nhỏ nhất, C1. Thì có một cái lưu ý với mọi người, cái dây dễ đứt nhất đó là không phải là cái dây 1, mà là cái dây 3 này. Cái dây 3 sẽ là cái dây dễ đứt nhất, sau đó mới tới dây 1. Đó, bây giờ mình sẽ gắn từng cái chốt vào. Đó, mọi người kéo lên này, sau rồi ấn xuống. Tiếp theo tới các cái chốt khác. Rồi đến cái phần mà mình sẽ lắp vào khóa. Thì mọi người nhớ đặt đúng cái rãnh của nó này. Sau đó mọi người vòng qua khóa. Mọi người nhớ là dây đàn nó sẽ đi từ phía bên trong này vòng ra ngoài, chứ không phải là đi vòng từ ngoài vào trong này nhá. Đó, thì mọi người sẽ vòng qua cái khóa một lần, vòng qua cái khóa một vòng này. Đối với cái dây 6 này ấy, thì mọi người không cần để cái dây đàn này nó trùng lắm, mà mọi người có thể kéo hơi căng căng lên, sau đó vòng qua một vòng. Còn đối với các dây nhỏ hơn ấy, thì mình sẽ phải để cái dây đàn trùng một chút, để khi mình luồn qua mình vặn ấy, thì nó sẽ có nhiều cái vòng quấn quanh cái khóa đàn này hơn, thì nó sẽ chắc hơn. Còn cái dây 6 này thì cái diện tích của cái dây nó to ấy, thì nó chỉ cần qua
nó chỉ cần quấn quanh cái khóa đàn này khoảng 2-3 vòng là ok rồi. Đó, mình sẽ đi qua một vòng như thế này, sau đó mình sẽ vòng lên. Nhớ là cái vòng này sẽ phải đặt lên trên cái dây nhá, đặt lên trên cái dây, sau đó mọi người luồn qua này. Đó, sau đó mọi người giữ tay ở đây để luồn cái này vào, kéo cái này vào. Đó, đó. Sau đó mọi người sẽ vặn cái dây cho nó căng lên, vặn cái khóa đàn cho nó tạm, vặn tạm tạm thôi, cho nó căng lên một chút như thế này. Đó, để cho nó giữ được cái dây đàn này. Lưu ý là mọi người khi mà mọi người lên thì mọi người lên một tay giữ ở đây nhá. Mình đang quay video nên là mình tay mình không giữ ở đây nên là nó đang bị bung này này. Đó, giữ một tay ở đây. Sau đó thì sẽ vặn cái khóa đàn lên cho nó căng căng thêm một chút. Đó, chỉ lên một mức độ như vậy thôi. Sau đó lên tiếp các dây khác, làm tiếp các dây khác cũng tương tự như vậy, để nó trùng một chút nhé, dây này để nó trùng hơn một chút này. Sau đó nó cũng vòng qua một vòng, sau đó luồn qua. Nhớ là cái dây, cái đầu luồn qua này phải đặt lên trên. Đó, rồi sau đó kéo. Sau đó mọi người vặn cái dây đàn này lên, vặn cái khóa đàn thì nó sẽ khác, tự tự quấn cái dây vào. Đó, mọi người nhớ cái vòng bên dưới thì nó phải ở bên dưới nhá, phải chỉnh cho nó xuống bên dưới, không nó quấn lên bên trên thì nhìn nó lại rất là xấu. Đó, tí mình sẽ cho mọi người xem cái vòng dây nó quấn như thế nào. Rồi, mình được 2 dây. Các dây khác cũng tương tự như vậy. Và đối với dây càng nhỏ thì mọi người càng để nó trùng, càng để nó trùng hơn một chút. Và lưu ý là dây 6 này, dây 5 này, dây 4 này, đó, xong tới dây 3 này, dây 2 này, dây 1 này. Đó, dây này mình vì nó nhỏ nên là mình sẽ để trùng hơn nhiều một chút, để nó có thể quấn vòng quanh cái khóa đàn này nhiều hơn. Rồi, tiếp tục vặn. Đó, mình sẽ thay nhanh ba cái dây, vặn nhanh ba cái dây này nhá.
Rồi sau khi mà thay được dây đàn vào thì nó sẽ nhìn nó sẽ như thế này. Đó. Khi mà mình vặn thêm vào thì nó sẽ quấn thêm một vài vòng nữa vào dây à, vào khóa đàn thì nó sẽ đủ. Còn cái phần dây thừa này mọi người có thể cắt đi hoặc là mọi người có thể quấn vào. Nhiều người thích quấn vào như thế này. Đó. Nhưng mà thôi mình sẽ dùng kìm và cắt nó đi. Thì đối với mình ấy, thì mình sẽ cắt nó thừa ra một chút thì nó sẽ đỡ, mình cảm giác nó sẽ chắc chắn và đỡ bị tuột, cắt ra khoảng nửa phân gì đấy đó như này để cho nó vẫn chắc chắn. Còn nhiều người người ta sẽ cắt sát vào luôn thì đấy là tùy vào mọi người thôi. Đấy mình sẽ cắt để ra một chút như thế này thì nó sẽ đỡ bị sợ nó tuột ra. Đó. Đó, sau khi mà cắt đi ấy, thì mọi người sẽ tới bước mà lên dây. Thì lên dây thì mình đã có một cái video để chia sẻ cho mọi người về cách lên dây rồi. Mình chỉ có thêm một cái lưu ý là khi cái dây mới này thì mọi người sẽ lên từ từ, lên đều, lên mỗi dây một chút. Đó. Lên mỗi dây một chút. Chứ đừng lên hẳn xong một dây sau đó mới lên các dây khác. Thứ nhất là để cho cái lực nó chia đều ra cần đàn. Cái thứ hai là để cho cái dây đàn nó có thời gian để nó giãn. Và có một cái tip là mình sẽ lên cái dây đàn mới này thì mình sẽ lên thấp hơn một nửa cung so với dây đàn chuẩn. Sau đó thì nếu mà muốn lên chuẩn thì 1 2 ngày, 2 3 ngày sau đó mình sẽ lên chuẩn sau thì cho nó có cái thời gian để nó giãn dây thì nó sẽ tránh được cái rủi ro là đứt dây đàn hơn. Đó. Thì đó là cái chia sẻ của mình về cái cách lên dây đàn. Thì mọi người có góp ý gì có thể để lại comment hoặc là thấy video có ích thì mọi người nhớ là like và để lại comment cũng như đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.